Rồi bố quay đi. Nhưng mà tối lắm. Quay được. Nè, thở đi. Này né rồi. Được rồi anh. Quay nhé, tối nhá. Đấy. Nào, nâng cấp sinh nhật nào. Đây là món này là hôm con xem con Thúy làm thì con thấy phòng món này. Chúc mừng sinh nhật. Đàn hát này, hát gì nữa đây. Cái này chân sau mà mẹ nhanh hơn cái này, hai cái này vẫn tự chảy.